Tiếp theo các con muốn cái gì? Câu hỏi. À, nghề nghiệp nhá. Nhưng mà cái này cũng là đơn giản lắm, cứ áp dụng đi. Chà, bữa nay chúng ta khi nói về tên đúng không? Các bạn đã nói gì, sử dụng gì? Tôi là tên đúng không? Các bạn đã ghi chưa? Tôi là tên đúng không? Khi nói nghề nghiệp ý, cứ áp dụng cái này đi. Tôi là bác sĩ, bọn tôi là bọn nhân viên, kiểu như thế. Cứ áp dụng cấu trúc này thì được. Thả thời viết lại cho các bạn nhé. Ừ. Tôi là Thế này, khi các bạn muốn nói nghề nghiệp thì cứ áp dụng ở đây thì được, thêm từ ở đây thì được. Bọn, ví dụ như nghĩa ơi, em làm gì nhỉ? Em làm nghề gì? 저는 선생님입니다. À, tôi là giáo viên. Ok, tôi là 네. 선생님입니다. Ồ, ý là giáo viên à? 네. Giáo viên nào? Môn học nào? À, em là giáo viên dạy tiếng Trung ạ. Ồ, tiếng Trung nhá. Ồ, tiếng Trung và tiếng Hàn nữa. Rồi nhá. Ok, cảm ơn nhá. Ok. Phương. 네. Em làm nghề gì nhỉ? Ngân hàng ạ. Nói tiếng Việt đi. Ưng hay luôn à. Nhân viên ngân hàng. À, thời gian. Thời viết cho em nhá. Ngân hàng là Ưng hàng nguồn. Đó là nhân viên ngân hàng. Nhân viên ngân hàng. Các bạn không cần biết đâu. Bởi vì bài 1 chúng ta sẽ học về nghề nghiệp. Các bạn biết trước thôi. Ưng hàng nguồn. Phạm là Ưng hàng nguồn. Ok, Phương ơi, nói lại nha. Tôi là nhân viên ngân hàng à, nói thế nào? Em làm ở ngân hàng nào? Guri? Dạ. Ngân hàng Guri á? Dạ. Công ty Hàn Quốc mà? Ở Việt Nam ạ. Thế mà không biết tiếng Hàn à? Trời ơi, mách xếp luôn đi. Là một công ty ngân hàng Hàn Quốc. Ok, cố lên. Cố lên đi nhá. Ok, cảm ơn nhá. Chà, còn ai nữa nhỉ? Em bé một bộ trời. Em bé ơi, Trang Trang ơi. Dạ. Con là học sinh đúng không? Dạ. Dạ, nè, đúng rồi. Học sinh tiếng Hàn là... con đọc cho thầy với. Học sinh là gì nhỉ? Học sinh là... Để con nói cả câu nhá. Tôi là học sinh à, như thế nào? Tôi là học sinh. 저는 학생입니다. Chính xác. Tôi là học sinh. 저는 학생입니다. Ồ, cảm ơn con nhá. Ồ, chua chua. Anh? Vâng ạ. Anh làm nghề gì nhỉ? Nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng bình thường 1-2-3 đúng không? Nhân viên văn phòng là chà, đặt chút thôi. Quê Sa Won là nhân viên văn phòng. Ok, thế thì anh ấy giới thiệu bản thân nha. Tôi là nhân viên văn phòng à, như thế nào? 저는 회사원입니다. 입니다, lại nha. Ok, lại đi. 저는 회사원입니다.
Ok, 저는 회사원입니다. 회사 인력 văn phòng ạ. Ok. 잠깐만요. 회사원. 자, 고반 나오 영역 đặc biệt không? Trời ơi, nghề nghiệp của em là em nhớ em làm rất là đặc biệt đấy. Có ai không? Em. Lương gì? Lương ý. Làm nghề gì ạ? 저는 인사총무입니다. 주부. 인사총무. 인사총무. 인사총무입니다. 인사 là nhân sự này, 총무 là trưởng bộ phận nhân sự. 네. 오, 리용 씨, 쩌 thế? 네. đang làm ở đâu? Em ở Vĩnh Phúc ạ. Vĩnh Phúc à? Wow, rồi nhờ. À, Uri, thế thì Lương sẽ làm ở công ty Hàn Quốc à? 네. 이 thế mà không biết tiếng Hàn, thế nên thế mà mới học tiếng Hàn nhỉ?